Tác giả của cuốn tự truyện, nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài hiện đang là cán bộ ban nghiên cứu các khả năng đặc biệt thuộc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, đồng thời là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đời sống Tâm linh thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông. Đây cũng là lần đầu tiên tự truyện của một nhà ngoại cảm được xuất bản tại Việt Nam với những tiết lộ về một thế giới sau cái chết, sự hiện diện sống động của những linh hồn qua lời kể của nhà ngoại cảm và các thân nhân. Quan trọng hơn, với mười mấy năm kinh nghiệm, tác giả chia sẻ với bạn đọc những kiến giải và cảnh báo về việc ác vong, gọi hồn, tìm mộ, cách thức ứng xử với thế giới tâm linh, năng lực của nhà ngoại cảm thực sự đến đâu, họ có thể làm gì. Với cách tiếp cận khoa học, bài trừ mê tín dị đoan, với niềm tin mãnh liệt rằng trí thức sẽ tạo ra sức mạnh giúp chúng ta tỉnh táo hơn, cuốn sách gợi mở cho bạn đọc con đường khám phá thế giới tâm linh đúng đắn để sống thiện hơn giữa chính cuộc đời này.